Or a problem solver too. Shooter là bắn ha. Problem shooter là solver. Người bắn. Hay là solver, người giải quyết. Solver, problem solver, người giải quyết. Nhưng mà cái người troubleshooter là người đó giỏi lắm. Thả vô cái hợp tin, họ đi rồi giải quyết cái chuyện rắc rối trong trong. Ví dụ như là công ty nó làm việc, hãng nó làm một cái ta biểu tình mà ta cái phản vậy là việc cái gì đừng gông ngoài này kia đó, vướng cái người troubleshooter nó vô cái là nó giải quyết nha. Thương lượng hoặc nó làm sao nó làm. Ok, chữ trouble. Bây giờ troublesome là cái bài chúng ta học bên năm đầu, chúng ta học chữ này là troublesome. Trong bài chúng ta troublesome là cái câu nào? Most troublesome time. Thứ 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troublesome time. Most troublesome time. Tức là những cái lúc mà bị khó khăn nhất. Most troublesome time. Chữ sum đó là vài. Viết chữ sum vô thì nó thành một cái chỉnh từ. Troublesome là khó khăn. Dính liền. Dính liền. Dính liền. Troublesome. Rắc rối nhất. Chỉ troublesome thôi. Yeah. Most troublesome. Có most nó mới thành nhất. Không có chữ most thì nó chỉ là rắc rối thôi. Nó là cái tỉnh từ. Ok, một cái chữ trouble mình học cái gì mà lúc trouble nữa. Financial trouble. Cái đó thì là ấy mà cắt tối rồi về tiền bạc đi. Money trouble. Đó là bệnh. Nhưng mà cái chữ mà trouble đó mình có thể nghe nói là don't trouble yourself. Don't trouble yourself. Bạn đừng có lo. Nghe bạn đừng có lo lắng. Don't trouble yourself. Do not trouble yourself. Cái chữ mà giống mình học gần mình là có chữ bother. Bother trong bài có chữ bother thấy không? Bother là quấy rầy. Bother, to bother. Mình thấy lộn với chữ brother lắm. Đó là chữ bother phải. To bother. Làm phiền. Làm phiền. Chị đừng có làm phiền tôi. Don't bother me. Bother me. Để tôi làm phiền. Don't bother me. Hay là mình hay nói một cách lễ phép, lịch sự, giao tế. Mà mình muốn nhờ người ta giúp cái gì đó. Mình bắt đầu cái câu này trước là can I bother you? May I bother you? Cho phép tôi làm phiền chị. Thấy không? Cũng nhớ không? May I? May I? Mình xin phép mình làm phiền ta, mình phiền nếu may I bother you. May I bother you? Can I borrow 20? Cho phép tôi làm phiền chị. May I bother you? You say yes. Can I borrow 20? Please show me the way. Làm ơn chỉ đường cho tôi đi. Mình bắt đầu bằng câu này trước. Chứ đừng có nhào vô cái nó chỉ đường cho tôi đi ra lít xe Sài Gòn. Excuse me. Thì cũng được. Nhưng mà ngoại giao cái này lịch sự hơn. Lịch sự hả? Dạ, xin bà cho tôi phiền bà. Xin bà cho tôi phiền bà. Bà chỉ tôi đường đi ra chợ, đi lít xe Sài Gòn sao? Thấy không? Đi ra Bun Sa sao? May I bother you? Thế rồi mình bắt đầu đó, mình muốn nói gì đó, mình nói sau đó. Nhưng mà mình nói cái câu này người ta không có phiền bằng cách bởi như nào sắn vô cái mình hỏi where is little Sài Gòn, where is này kia không phiền. Nhưng mà nói may I bother you, where is little Sài Gòn, thấy không? Bắt đầu cái câu này. Câu may I bother you, một cái câu hay nữa quý vị có thể dùng chữ là would you kindly. Would you kindly. They do use it. Kindly.
just because you don't use it, I mean, people don't use it. Kindly. Would you kindly? Bà vui lòng, xin bà vui lòng. Show me, chỉ cho tôi. Where is the? Would you? Where is the post office? Kindly. Ở đâu? Kindly show me. Thì cái hai cái câu này đó mình nói ngoại giao tốt, nghe không? May I bother you? Cho phép tôi phiền bà. Rồi mình mới nói, I need $1. Tôi xin một đồng. Thổ nó đứng mà homeless ngoài đường á, mà nó xin tiền mà nó lại nó nói mình có khi gặp đến 2 đồng rồi nhé. May I bother you? Can I have? Đà là. Nghe không? Đà. Hay là would you kindly? Bà vui lòng, xin bà vui lòng, xin bạn vui lòng. Give me a ride, cho tôi đi qua nhà. Would you kindly give me a ride? Thì mình ít nói hơn, thì mình nói sao? Please give me a ride cũng được, you please cũng được. Nghe không? Nhưng đây cũng là một cách nói. Would you kindly? And, trong tuần rồi tôi có 2 lần cho mấy người đứng ngoài đường homeless đó. Thì một ông thì tôi, một chú thì tôi cho, thì người chú đó là God bless, thì tôi được ban phước, chúc phước người đây cầu trời chúc phước cho ông, nghe không? Còn có người tôi cho đó, ông nói một câu vậy làm tin luôn, cầm tiền xem như là cái chuyện mình cho họ là cái chuyện tự nhiên thôi, mình có bốn cho thôi. À, cái người đó tôi nhớ mặt lần sau tôi không cho nữa. Nhưng mà người nào đứng xin ở ngoài đường mà nhận bữa trời nắng thấy có vẻ cực khổ này kia, cho vàng này cho không, mình cho tiền chứ cho đồng bạc, right. Nghe không? Thì mình cho cái người đó tại vì họ làm việc mà. Có lần tôi hỏi chứ hỏi why don't you work, tại sao anh không đi làm? Thì nó, I'm working now. Tôi đang làm, tôi xin tiền là tôi đang làm. I'm begging. I'm working. Cái người đó là người begger. Đấy là phải cho đồng từ là beg, to beg. To beg đó là... To beg. To beg là... Ăn xin. Xin này nỉ. I beg you a pardon. Cũng có thể là năng. Nói nhau. Mình mới nói câu đó, không nghe, mình nghe kịp đó, ông vui lòng, ông nói lại chậm chậm cho tôi nghe. Hay là, anh nói làm sao? Cũng có cách. I beg you. I beg you pardon. A pardon, thấy không? Pardon là một cái sự tha tội đó, tha thứ đó. À, ví dụ như là, người mà bị tử hình lên thì phải được pardon. Do ông thống đốc mới được pardon. Ví dụ, I beg you a pardon. Câu đó mà câu hỏi á, nhiều nghĩa là I beg you a pardon, anh nói làm sao? Tức là tôi năn nỉ anh một cái sự tha thứ. Nhưng mà ví dụ mình nói bình thường nhau, mình nói mà mình nghe không kịp, thì mình nói là I beg you a pardon. Thì người đó họ sẽ nói lại cho mình nghe rõ hơn. Tức là ông nói cho tôi nghe không rõ. Tôi xin vào đây, I beg you a pardon. Hay là nhiều khi họ nói nhiều quá riết rồi họ không có còn đấy. I beg you a pardon mà họ giữ còn lại có chữ pardon thôi. Pardon me. Pardon. Mình nói mau hơn. Pardon please. Pardon. Me. Pardon. Pardon me. Yeah, for pardon. Pardon. Hay là pardon me. Your hand. Excuse me. Pardon. Pardon me. Pardon. Pardon me. I beg your pardon. Tôi xin lỗi. Cái người bác á, nó trở thành gọi là người bác gà, thấy không? Bác gà là người đi ăn xin, nhé. Bác gà. Can you hay xe, phải không? Yeah, two. Two. Hey, on. Chứ không phải là bác gà. Cái người đi ăn xin, đi nài xin thì gọi là bác gà. Yeah. Cái người, nhiều động từ thì nó thành bác gà. Yeah. Cái nó thành bác gò. Nhưng mà đây nó là beggar. Năn nỉ tình yêu thì nói sao? I beg for you.